Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu trong việc tìm trường. Tuy nhiên, Vy Oanh đắn đo chọn trường quốc tế hay trường thường cho con trai mang quốc tịch Mỹ của mình. Là một ca sĩ lấy chồng đại gia, ở nhà 40 tỷ, đi xe sang. Tuy nhiên, Vy Oanh vẫn luôn thể hiện mình có lối sống giản dị như không thích khoe của, tự mua túi và sử dụng trong suốt 5 năm. Hiện tại, cô có 2 con với chồng doanh nhân hơn 15 tuổi và thường xuyên chia sẻ hình ảnh về gia đình. Vy Oanh hạnh phúc bên chồng doanh nhân. 2 con của Vy Oanh mang quốc tịch Mỹ. Mới đây, nữ ca sĩ sinh năm 1985 này đã tâm sự về chuyện chọn trường cho cậu con trai hơn 4 tuổi nhân dịp năm học mới. Vy Oanh bày tỏ: vợ chồng mình có anh bạn có tên trong danh sách những tỷ phú của Việt Nam. Anh từng hạnh phúc khoe với tụi mình rằng con anh đứa nào cũng thành đạt. Bí quyết của anh là giúp con hiểu rõ rằng cha mẹ giàu không có nghĩa là con giàu, dạy con biết trân quý những điều tự tay mình gây dựng. Vì vậy anh vẫn để các con phát triển bình thường như bao người, vẫn chỉ cho con học trường Việt Nam mặc dù anh tự tay xây từ thiện rất nhiều ngôi trường tặng các tỉnh nghèo. Lúc đó, mình đã rất ngưỡng mộ, tự nhủ trong lòng mai sau con mình đi học cũng sẽ theo cách giáo dục của anh ấy. Mình hiểu đa phần bậc làm cha mẹ người châu Á toàn làm để cho con. Rất hiếm người có điều kiện có thể bóp bụng cho con học trường thường, một phần vì muốn con có tất cả những gì họ cho là tốt nhất, phần vì danh dự lẽ nào con ông nọ bà kia lại cho con học trường thường. Vy Oanh băn khoăn không biết chọn trường nào cho con. Vậy nhưng đến khi là vấn đề của chính bản thân mình, phải quyết cho con học trường quốc tế hay trường thường, mình vẫn bị đắn đo mãi. 1-2 năm nữa là voi con đã phải vào lớp 1 rồi. Chủ trương của mình vẫn muốn dạy con sống tự lập. Vì mình rất hiểu cảm giác quá đầy đủ, muốn gì được nấy, là cậu ấm, cô chiêu thì con sẽ mất đi sự phấn đấu, khát vọng bởi bạn ấy đang được sống sang chảnh trên đôi chân của người khác. Bé vốn dĩ là quốc tịch Mỹ, sau này ba mẹ cũng phải sắp xếp công việc theo con để con được học trong môi trường giáo dục tốt nhất, thế nhưng bây giờ thì sao nhỉ? Cả nhà mình nghĩ thế nào cho câu chuyện tương lai của voi con? Thêm ý cho anh với. Nữ ca sĩ chọn trường cho bé voi, thứ 3. Hàng đầu từ phải sang, với 3 tiêu chí rõ ràng. Còn bây giờ, ở độ 4 tuổi rưỡi của con, mình vẫn đặt sự an toàn lên hàng đầu. Sau vài ngày đi các trường từ quốc tế đến song ngữ, trường thường mình có vài tiêu chí chọn trường mầm non như sau. Sự ân cần của giáo viên, môi trường trong lành, thân thiện, sạch sẽ, nguồn thực phẩm an toàn, khu vực bếp ngăn nắp, gọn gàng, giáo trình dạy tốt. Mình tin một ngôi trường có người lãnh đạo đặt cái tâm lên hàng đầu sẽ có đội ngũ giáo viên tốt. Các ba mẹ nên kiểm tra kỹ càng ngôi trường mà mình muốn con theo học. Mình cho con học lớp song ngữ món vẽ sổ gì để con học cách huấn luyện làm chủ suy nghĩ và hành vi, có trách nhiệm với chính mình, với môi trường xung quanh và với cộng đồng, biết cách rèn tính kỷ luật, tự lập, lễ phép trên nền tảng tôn trọng, yêu thương nhưng không nuông chiều. Giúp trẻ biết quay về bên trong của chính mình để tìm được hạnh phúc thật sự của bản thân và luôn vun bồi sự tỉnh thức trong từng giây phút. Phát triển trí thông minh cảm xúc để biết yêu thương, vị tha, hiếu đạo và tự tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Quan trọng hơn hết, trẻ được sống và học tập trong bầu không khí đầy yêu thương, năng lượng tích cực lan tỏa xung quanh bởi tinh thần và thái độ tận tâm của giáo viên hướng dẫn. Trẻ được phát triển tự nhiên. Xây dựng một nền móng vững chắc về đạo đức, trí tuệ, nghị lực để giúp trẻ trở thành một con người bản lĩnh, mạnh mẽ, có lối sống đạo đức, tôn trọng mọi người và bản thân, cũng như có ý chí trong tương lai. Đây là điểm khác biệt rất lớn khi nói về một em học sinh thành công và sống hạnh phúc trong tương lai. Đặc biệt, mình rất cẩn thận trong việc đưa con đi đến nơi về đến chốn. Nếu bận mình sẽ nhờ người thân và sẽ phối hợp cùng cô giáo của con làm sao để an toàn nhất có thể. Cẩn thận chưa bao giờ là thừa với sự phức tạp hiện nay. Dòng tâm sự của Vy Oanh nhận được sự đồng cảm của nhiều cha mẹ. Chọn trường nào cho con là một quyết định quan trọng vì sẽ ảnh hưởng lớn đến tương lai của con. Bởi vậy cha mẹ nào cũng luôn phải đắn đo, thận trọng. Nhất là với Vy Oanh, Cô muốn con tự lập và không ỷ lại vì nhà có điều kiện. Tuy nhiên, một ý kiến cho rằng, em nghĩ nếu có điều kiện, cứ cho con học môi trường tốt. Vì sự trưởng thành là một quá trình, và ảnh hưởng từ nhiều phía khác nhau, và Vy Oanh đã đồng tình, chị chỉ ngại là môi trường trong trường khác, ngoài xã hội mình khác, thế e con lại tưởng mình khác biệt, con nhà này kia thôi. Nhưng mà có lẽ phải cho con trường quốc tế để theo kịp chương trình sau này. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.